Đây là lưỡi để xẻ tông bấm viền này các bạn này. Đó. Lưỡi xẻ tông bấm viền này. Đấy. Nhỏ như này. Đấy. Còn đây là làm mỏng lưỡi này. Đây là mâm đồng làm bóng này. Đó, bùi nhùi thì bùi nhùi ở đây thì để đánh sáng lưỡi này. Còn lưỡi xẻ bên này là xẻ tông cắt này. Đấy. Máy kéo cũng phải cần cầu kỳ thời gian phết.